Hacom, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Đi kèm với đó là dịch vụ tư vấn bán hàng, giao hàng miễn phí, sửa chữa lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng sản phẩm và linh kiện sản phẩm công nghệ. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tác phong làm việc ân cần chu đáo từ sự tiếp đón. Đối với dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng của Hacom, khi khách hàng đến trải nghiệm sẽ bao gồm những dịch vụ như dịch vụ sửa chữa laptop chuyên sâu, dịch vụ sửa chữa máy in, dịch vụ sửa chữa linh kiện chuột máy tính, dịch vụ thay thế pin điện thoại, dịch vụ thay thế linh kiện laptop, dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tại nơi sử dụng, dịch vụ cài đặt phần mềm và hệ điều hành, dịch vụ thi công mạng và điện thoại. Có 4 bước tổng quan đối với những dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng của Hacom khi khách hàng đến trải nghiệm bao gồm: Bước 1, khi tiếp nhận sản phẩm từ khách hàng, đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Hacom sẽ kiểm tra sản phẩm cần sửa chữa, xác nhận lỗi hỏng và thông báo tình trạng thực tế của sản phẩm, hướng xử lý và báo giá cho khách hàng. Bước 2, sau khi nhân viên Hacom báo giá xong, nếu khách hàng đồng ý sẽ tiến hành sửa chữa sản phẩm, vệ sinh và thay thế linh kiện cần thiết. Trường hợp khách hàng không đồng ý sửa, sẽ lắp lại sản phẩm, đồng thời thông báo với khách hàng thời gian nhận lại sản phẩm. Bước 3, sau khi sửa chữa xong, sẽ kiểm tra tổng quát lại chức năng của sản phẩm, đảm bảo rằng sản phẩm đã hoạt động tốt. Sau đó vệ sinh lại toàn bộ sản phẩm lần cuối và bàn giao lại cho khách hàng kiểm tra. Bước 4, sau khi đã bàn giao, nhân viên sẽ hướng dẫn khách hàng kiểm tra lại sản phẩm, lập hóa đơn ký nhận và hướng dẫn khách hàng thanh toán. Cuối cùng, nhân viên Hacom cúi chào cảm ơn khách hàng khi ra về. Hacom với đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho quý khách hàng, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ, hứa hẹn sẽ mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Hacom luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt chặng đường sử dụng sản phẩm. Mục tiêu hướng tới là sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng khi đến với Hacom. Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp tại showroom của Hacom trên toàn quốc để tận hưởng các dịch vụ uy tín. Mọi chi tiết xin liên hệ với hotline 1900 1903 để được tư vấn hỗ trợ, hoặc truy cập tại website hacom.vn để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của Hacom.